Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái hệ thống micro hội thảo có dây của thương hiệu Toa Nhật Bản. Đó là cái hệ thống TS780, một cái hệ thống được xài khá là phổ biến tại Việt Nam. Thì thường cái bộ hội thảo có dây thì sẽ được sử dụng trong các cuộc họp, phòng hội thảo, hội nghị vân vân. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái hệ thống này. Đây là cái hệ thống micro hội thảo có dây Toa TS780. Thì cái bộ này nó gồm những cái thiết bị chính như là âm ly trung tâm TS780, mic chủ tọa TS781, mic đại biểu TS782, cần micro loại dài TS904 và dây cáp mở rộng. Thì với một cái hệ thống như thế này thì từ cái mic này muốn gầm về cái tủ máy thì chúng ta cần thêm một cái thời gian mở rộng đó, dây cáp mở rộng. Rồi đó là những cái thiết bị chính của cái hệ thống này. Thì cái hệ thống 780 này nó có thể kết nối lên đến 64 cái máy đại biểu và mở rộng ra đến 192 cái máy đại biểu bằng cách là chúng ta liên kết ba cái bộ âm ly trung tâm như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khám phá từng cái thiết kế của cái hệ thống này. Ok, thì trước tiên chúng ta sẽ khám phá cái âm ly trung tâm. Đây là âm ly trung tâm TS780. Thì cái âm ly này nó có khả năng ghi âm bằng kỹ thuật số, hay là ghi bằng card SD. Đây là các cái chức năng ghi âm, các cái phím để chúng ta sử dụng cho việc ghi âm. Đây là cái nút volume, đây là cái khe cắm thẻ. Thì bên này là cái nút cho chúng ta gắn mic cái lỗ này, hay là cái lỗ gắn mic của volume nó nằm đây. Đây là ốc, đường ốc. Đây là đường gắn tai nghe cộng 3.5. Đây là nút volume cho toàn bộ hệ thống mic, hệ thống mic cho hội thảo. Đây là các cái chức năng cài đặt, thì chúng ta có thể cài đặt sử dụng đồng thời bao nhiêu mic đó, 1 mic, 2 mic hoặc là 4 mic, có thể nói cùng lúc. Ví dụ như chúng ta cài số 4 thì sẽ có 4 cái micro được nói đồng thời, nói cùng một lần. Đây là nút tie off, có nghĩa là có một cái mic nào đó mà quá 30 giây không nói chuyện thì nó sẽ tự động ngắt. Đây là nút test, test cái hệ thống đấu nối của hệ thống micro này. Đây là nút nguồn on off. Còn lại là chống hú, đây là cái nút chống hú. Rồi thì nó chỉ có những đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái mặt sau. Thì cái mặt sau thì nó có hai đường in out của EQ. Đây là cái hai cái cổng direct out gắn bông sen, đây là sau ly. Đây là cổng hai cái cổng line 1 và 2 để cho chúng ta gắm micro thảo vào. Đây là có ba cặp dây cho in out để gắm cổng gắm âm ly mở rộng và gắm mở rộng ra cái hệ thống âm thanh bên ngoài. Rồi, cái thiết kế đằng sau nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là nút nguồn.
Rồi thì đây là cái mic chủ tò. Mic chủ tò thì nó khác so với cái mic đại biểu là nó có thêm nút ưu tiên. Thì có nghĩa là khi mà cái đại biểu nào mà nói nhiều quá thì nó có quyền ngắt được. Còn trên này là hệ thống loa. Thì nếu mà chúng ta họp ít người, chỉ có những người ngồi trên bàn những có mic này thôi, thì chúng ta không cần hệ thống loa mở rộng nữa, chúng ta nghe trực tiếp từ cái loa này. Đây này có volume chính và có cái lỗ để gắm phone, cái tai phone để nghe cả hai bên. Thì có nghĩa là cái mic này có thể sử dụng gắm cả hai cái tai nghe. Thì nếu mà cái phòng họp mình lớn, xung quanh có những người ngồi xung quanh nữa, không có ngồi trên cái mic này, không có ngồi gần cái mic này, thì chúng ta có thể mở rộng ra, đấu ra một cái hệ thống loa mở rộng để cho những người xung quanh ngồi nghe. Rồi thì cái cần mic này khi chúng ta bấm nút nói thì cái đèn led này nó sẽ đỏ. Ở trên này có một cái chụp để lọc nhiễu. Cái cần này là cần loại dài, chúng ta có thể xoay mọi hướng, nó là đơn giản, nó là dễ sử dụng. Chúng ta chỉ cần bấm là nói thôi. Thì bên cái mic đại biểu này cũng vậy. Ok, thì cái hệ thống hội thảo thì nó đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta cái nói thì cứ cầu từ mic này qua mic kia thôi, rất là đơn giản, và chạy một dây về âm ly trung tâm. Thì cái hệ thống này có thể đấu được là 64 mic và lên đến mở rộng ra lên đến 192 cái mic bằng cách kết nối thành ba cái âm ly trung tâm. Thì hệ thống này có thêm cái tính năng ghi âm, điểm số và chống hú. Thì đây là một cái hệ thống micro hội thảo có dây được dùng khá phổ biến tại Việt Nam. Đây là thương hiệu to của Nhật Bản, sản xuất tại nhà máy Việt Nam. Thì với cái hệ thống này thì thường dùng nhiều cho các phòng họp, phòng hội thảo, vân vân. Rồi ok, thì cái hệ thống hội thảo thì cũng không có gì nhiều để chúng ta giới thiệu. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.